Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 7 tháng 10 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến rất nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và cái cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại thì sẽ tính là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo nữa thì sẽ tính thêm cộng thêm 10.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Và cái cước phí này được tính cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và với cái cước phí rất hợp lý như vậy thì em nghĩ rằng cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên ở đây là lô kiều cánh tua cô chú anh chị nhé. Dòng kiều cánh tua có hoa cánh tua rất là độc đáo, khác với cả kiều môi tua ạ. Có hoa cánh tua rất là độc đáo, hoa màu vàng cánh sáp và hoa rất là sai nhé. Em bán với giá là 160.000 cho 1kg kiều cánh tua ạ. Và bên này là hoàng thảo ý ngọc, hôm nay vừa về một cái lô ý ngọc mới, hàng hiện tại xanh mướt và cũng đã thắt hết ngọn, đứng ngọn rồi đây cô chú anh chị này. Cũng đã đứng hết ngọn, chuẩn bị xuống lá để chờ hoa, và bây giờ cô chú anh chị có thể ghép là vừa rồi ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1kg hoàng thảo ý ngọc. Và bên này đây là đùi gà của vùng Tây Bắc, một cái vùng miền được coi là có mắt nhung đẹp tuyệt vời luôn. Hàng hôm nay về đấy ạ, thân căng mướt và đã xuống lá để chuẩn bị chờ hoa hết rồi. Đó, thân rất là căng luôn. Đây, có những cây thì đã rụng lá luôn rồi đây này cô chú anh chị này. Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ. Và đùi gà này em bán với giá là 190.000 cho 1kg đùi gà tròn cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo lụa vàng ạ. Hoàng thảo lụa vàng, cái dòng hàng hoa có thể nở vào đúng cái thời điểm Tết và hoa cực kỳ là bền luôn. Lụa vàng em bán với giá là 240.000 cho 1kg. Và bên này đây là những cái bó vanda xanh mướt luôn cô chú anh chị này. Mỗi một bó vanda to và đẹp như thế này đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn nhé. Em bán một bó vanda như vậy với giá chỉ 50.000 thôi. Và bên này đây là kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, cắt tỉa sạch sẽ luôn và hàng cực kỳ là đẹp ạ. Em bán với giá kiều tím miền Trung này với giá là 280.000 cho 1kg. Bên này đây là lô ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu hôm nay về thì có những cái dề rất là to luôn ạ. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái hàng dề to đấy ạ. Ngọc thạch 3 màu hôm nay hàng về dài mập và rất là đẹp luôn. Nói chung là nó cũng có cây ngắn dài lộn xộn, nhưng mà nói đa số là cây to đẹp nhé. Đã thắt hết ngọn xuống lá rồi ạ. 3 màu sắc nét luôn, ngọc thạch 3 màu bắc ạ. Với giá em bán 160.000 cho 1kg. Và bên này hạc vĩ ạ. Hạc vĩ thân khô ráo và hàng cũng đã thắt ngọn xuống lá dài đẹp, với giá 140.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo bên này là giáng hương tam bảo sắc vùng Tây Bắc ạ. Vùng miền có mặt hoa đẹp và rất là thơm, với cả dễ thuần dễ chăm nhất trong các cái vùng tam bảo sắc đấy ạ. Giáng hương tam bảo sắc này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1kg. Nói chung là dòng này thì nó sẽ không xếp đẹp như cái hàng Lào, nhưng mà nó ấy, khi mà lên giò nó cái thế của nó hơi cong rất là đẹp. Và bên này đây là long tu đá nhé cô chú anh chị nhé. Hôm nay long tu đá về rất là nhiều luôn này. Long tu đá của ngày hôm nay em xin phép được bán với giá là 110.000 cho 1kg long tu đá của cô chú anh chị này. Tiếp theo bên này là dòng long tu xuân ạ. Long tu xuân thì rất là được nhiều cô chú anh chị chào đón luôn, thắt ngọn xuống hết lá, cây rất là khỏe khoắn luôn ạ. Long tu xuân xin phép được bán với giá chỉ 190.000 cho 1kg thôi. Dòng lan dễ thuần dễ chăm nhất trong, gần như là dễ chăm nhất trong các cái loại lan đấy ạ. Còn bên này đây là hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Cái dòng hoa nở đúng vào thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Bây giờ đã thắt hết ngọn xuống lá hết rồi cô chú anh chị này. Và mầm gốc cũng đang bắt đầu nảy lên như vậy đấy ạ. Đó, đang bắt đầu lên mầm gốc như thế này rồi. Nói chung cái thời điểm bây giờ cô chú anh chị lấy là vừa được chăm mầm gốc từ mới tấm khi mà nó vừa lên. Và đồng thời thì sẽ được chơi hoa Tết luôn. Hoa siêu đẹp và siêu bền, chơi nở đúng vào thời điểm Tết. Cái dòng này thì nếu như cô chú anh chị mà lấy muộn quá ạ, thì sát quá thì cái nụ nó sẽ trồi ra, và khi mà vận chuyển đóng gói đi hoặc là vận chuyển từ rừng về nó sẽ rất là dễ hỏng nụ. Còn bây giờ cô chú anh chị lấy bây giờ là hoàn toàn là hợp lý rồi, với giá em bán là 240.000 cho 1kg. Hoàng thảo vẩy rồng, những dề rất là xinh, một dòng hàng mà có sức sống rất là mãnh liệt. Dòng hoàng thảo vẩy rồng này này em bán với giá chỉ 100.000 cho 1kg thôi. Và bên này đây là kiều vuông cánh trắng nhé cô chú anh chị nhé, hàng rất là đẹp luôn đây ạ.
Đó, kiều vuông cánh trắng với giá chỉ 200.000 cho 1kg thôi. Bình thường cô chú anh chị chưa thấy trước đây em chỉ toàn bán 240.000 thôi. Tuy nhiên là lô hôm nay về thì nói chung là em nhập được giá rẻ hơn nên em sẽ bán rẻ hơn, chỉ có 200.000 cho 1kg ạ. Hoàng thảo hoàng lạp này. Những cái giả hành tròn khỏe rất là xinh luôn như thế vậy ạ. Hoàng lạp chỉ với giá là 100.000 cho 1kg nhé. Và bên này là kiều vàng. Hôm nay thì dòng kiều vàng, kiều hôm nay em về khá là nhiều đây. Kiều vàng với giá em bán 180.000 cho 1kg kiều vàng. Và bên này đây thì em có cái dòng lan dáng hương cẩm báo nhé. Cẩm báo hôm nay có ít thôi ạ. Cẩm báo dòng lan mà cũng rất là dễ thuần, dễ chăm mà hoa cực kỳ là bền luôn. Cái dòng này thì cái lá của nó rất là mọng nước nên là chỉ cần va chạm nhẹ thì cái lá của nó cũng bị thâm đen rồi ạ. Và cái hàng này thì cũng như vậy là cũng khá là đẹp rồi. Với giá em bán chỉ 160.000 trong 1kg thôi. Cái lô môi tua này, lô môi tua còn lại này em bán với giá là 40.000 bán nốt luôn. Cô chú anh chị được giò to đùng luôn ạ. Rồi tiếp theo bên này là em có một cái phần gì đây nhỉ? Một cái dòng hàng đây là hái mốc hồng nhé cô chú anh chị nhé. Hái mốc hồng vừa hái về đấy ạ. Dòng hái mốc hồng này em xin phép được bán với giá là 130.000 trong 1kg. Cô chú anh chị nào lấy thì em sẽ cân lên nhé. Và bên này là dòng lan hài Helen, một cái dòng lan hài đặc hữu của vùng miền Cao Bằng. Với những cái bông hài cánh vàng, nó được ví như là những cái nàng công chúa tóc vàng ạ. Những bông hài rất là xinh và hoa rất là sai cô chú anh chị này. Hoa rất là sai nhưng mà rất là tiếc là khi mà vận chuyển đóng gói ở rừng về thì nó đã bị ảnh hưởng nhiều. Nên là cô chú anh chị không nhìn thấy cái vẻ đẹp của dòng lan hài này. Đấy, nhưng mà hoa của nó rất là sai luôn ạ. Bông hoa rất là xinh, cây nhỏ nhưng mà hoa sai và rất là xinh hoa luôn. Và một cái phần như thế này này, một phần hài như thế này thì em xin phép được bán với giá 80.000 thoải mái cô chú anh chị ghép sưu tầm nhé. Và bên này là những cây tùng tuyết mai ạ. Những cây hàng đang nụ và những cái bông tùng tuyết mai, hoa màu trắng xen với cả những cái màu hồng, màu trắng xen với những cái cây màu hồng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và những cái chậu trồng trầm tùng tuyết mai này thì nó đã thuần ở trong chậu rồi, thuần hết trong chậu rồi cô chú anh chị nhé. Đây ạ, nên là cô chú anh chị hàng này là trồng sẵn thuần trong chậu như thế này rồi nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm. Và một cái cây tùng tuyết mai như thế này thì em chỉ bán với giá là 90.000 cho một chậu thôi nhé cô chú anh chị nhé. 90.000 cho một chậu và cây thì nó sẽ cho hoa suốt đấy ạ. Cây thì đang nở, hoa cái thì đang nụ, li ti rất là xinh luôn cô chú anh chị này. Và hôm nay thì em có về những cái loại kiếm, phải nói là nó cực kỳ là đẹp luôn, với những cái bông kiếm, cây kiếm rất là đẹp từ thân lá cho đến đẹp từ hoa. Thứ nhất là cái dòng kiếm ma thuật ạ. Với cái dòng lan kiếm ma thuật cánh vàng và cái lưỡi đỏ thực sự rất là mê hoặc như thế này. Đây là dòng hàng kiếm gieo hạt tại Việt Nam cô chú anh chị nhé. Dòng kiếm gieo hạt tại Việt Nam và cây đã thuần trên 2 năm rồi. Đó, và cây thì mỗi một chậu như thế này nó đã đẻ nhánh con rồi đây này cô chú anh chị này. Mỗi chậu là từ 2 tép lớn nhỏ trở lên như thế này. Dòng lan kiếm ma thuật này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho một chậu. Một cái dòng lan kiếm có cái lưỡi đỏ cực kỳ là cuốn hút. Và bên này là dòng lan kiếm Thái. Dòng lan kiếm Thái được lai tạo giống từ hai cái mặt kiếm rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đó, nên hứa hẹn sẽ khi mà sổ bông sẽ cho cô chú anh chị mình những cái bông kiếm rất là xuất sắc nhé. Và cô chú anh chị thấy là những cái chậu kiếm này nó không chỉ đẹp từ hoa mà cô chú anh chị có thể thấy là cái thân lá của nó cũng rất là đẹp. Cái thân lá xếp rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, mỗi một chậu như vậy nó cũng có rơi vào hai thân, bản lá to, lá ngắn, cực xinh. Em bán với giá 140.000 cho một chậu kiếm Thái với cái mặt hoa mà em đã đưa cô chú anh chị xem ạ. Và bên này là những cái chậu kiếm khổng lồ, rất là to luôn. Và nó hàng này thì khá là chuẩn mặt hoa rồi cô chú anh chị nhé. Khá là chuẩn mặt hoa rồi đấy ạ. Và những cái chậu kiếm to như thế này này, khá chuẩn mặt hoa rồi cô chú anh chị nhé. Với những cái chậu kiếm như vậy đấy ạ. Và hàng này cô chú anh chị có thể thấy là hàng bản lá rất là to luôn. Đó, những cái bản lá rất là to luôn nhé cô chú anh chị. Cây xanh mướt và rất là nhiều thân đẹp như thế này cô chú anh chị này. Một cái chậu kiếm đẹp rực rỡ như thế này, khỏe khoắn và rất là đẹp như thế này. Em xin phép chỉ bán với giá là 420.000 cho một chậu thôi. Và cô chú anh chị có thể tham khảo nhiều nơi. Nhiều nơi em thấy đa số người ta không bán dưới 500.000 cho một cái chậu kiếm to và đẹp như thế này đâu ạ. Và tiếp theo sang bên này là những cái cốc trầm rất là xinh ạ. Những cái cốc trầm rừng rất là xinh nhá cô chú anh chị nhá. Đây này, những cái cốc trầm rừng siêu nù và rất là xinh như thế này. Mỗi một
Cốc như vậy từ rơi ít nhất là từ 3 cái đầu ngọn trở lên. Đấy. Rất là xinh luôn, lù rụt rịt như vậy. Em bán một cốc trầm như vậy với giá là 100.000 cho một cốc. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 cốc em sẽ bao phí vận chuyển. Và bên này là một cái dòng lan dendro rất là giá trị. Đó là cái dòng lan có hoa cánh trắng nhé cô chú anh chị nhé. Cái hàng này thì nói chung là cái dòng hàng rất là hiếm luôn ạ. Đó. Hàng mà người ta lai tạo giống từ cái cây dendro dạng đột biến đấy ạ, cánh trắng và lưỡi đỏ nhá. Hàng riêng hàng này thì chỉ có bên đài là bên Thái là người ta lai tạo giống được thôi. Những cái bông hoa rất là đẹp như thế này, cánh trắng và lưỡi đỏ, hoa rất là sai đẹp nhá. Và một chậu như thế này để cô chú anh chị sưu tầm ạ. Một chậu như vậy để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Rất là đáng sưu tầm luôn. Với giá em bán là 150.000 cho một chậu dendro xuân như thế này. Sẽ nở hoa vào thời điểm Tết và cũng rất dễ thuần, dễ chăm ạ. Rồi tiếp theo trên này đây là những cái bảng phi điệp nhá. Phi điệp 5 cánh ám mắt đỏ đấy ạ. 5 cánh bầu ám mắt đỏ rất là đẹp như thế này. Và những cái bảng phi điệp 5 cánh bầu ám mắt đỏ xinh như vậy thì mỗi một bảng như thế này nó sẽ rơi vào ít nhất là từ 2 thân trở lên nhé cô chú anh chị. Em bán một bảng như vậy với giá chỉ 130.000 thôi. Và bên này đây, bên này đây là em có những cái bảng trầm trắng ạ. Em mặt bông của trầm trắng đây là cô chú anh chị này. Với cái khuôn hoa cánh bầu như vậy nhá. Đây ạ. Trầm trắng cánh bầu dạng dòng trầm đột biến rất là giá trị này. Và một cái bảng trầm trắng như thế này thì nó cũng rơi vào ít nhất là 2 thân để cô chú anh chị chơi hoa xuân này nhé. Nói chung là một dòng hàng đột biến rất là giá trị. Em bán một bảng trầm trắng như thế này với giá là 200.000 cho một bảng. Còn trên này đây là những cái bảng trầm chớp ạ. Những cái bảng trầm lai chớp nhé. Mặt hoa cũng không kém cạnh luôn đây này cô chú anh chị. Đó, toàn là những cái mặt hoa đẹp thôi ạ. Và những cái bảng trầm lai chớp như vậy thì em cũng có từ 2 thân trở lên. Và em cũng bán mỗi một bảng như vậy với giá, xin phép bán với giá chỉ 130.000 thôi. Và bên này đây cũng là một cái dòng trầm nữa. Hôm nay em có rất là nhiều trầm của chính trị sưu tầm. Một dòng trầm nữa đó là dòng trầm với thân nù. Thân rất là nù luôn. Với cái mặt hoa thì cũng rất là xuất sắc như thế này. Cho cô chú anh chị nào thích màu tím đỏ đậm như thế này nhá. Và một cái bảng trầm như thế này cũng ít nhất là 2 thân ạ. À. Em bán với giá cũng chỉ 130.000 cho một cái bảng trầm đỏ. Trầm rất là tím đậm như thế này cô chú anh chị nhá. Và trên này là một cái dòng lan mà có mặt hoa khá là lạ. Một mặt hoa đẹp giống với cả hoàng phi hạc như vậy cô chú anh chị nhé. Dòng hàng này thì bên em nhập ở Thái về nên là cũng không rõ được cái tên của nó, tức là không dịch được sang Việt Nam mà cái tên của nó là gì. Và một bảng như vậy thì nó sẽ rơi vào từ ít nhất là 5 thân trở lên. Và thân hiện tại thì cũng đã thắt hết gọn để chuẩn bị chờ hoa rồi. Cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một bạt bông lan mới khá là lạ như thế này. Với giá em bán chỉ có 130.000 cho một bảng thôi cô chú anh chị nhé. 130.000 cho một bảng lan như vậy ạ. Và bên này sẽ là những cái giò kiều vàng này cô chú anh chị này. Cái chiều kiều những cái giò này rất là xum xuê luôn ạ. Cây như vậy thôi nhưng mà nó có thể sổ hết hoa rồi cô chú anh chị nhé. Với cái thân vuông như vậy nhưng mà khi mà ra hoa thì lại hoàn toàn là cái màu hoa vàng rộm như thế này này. Đó. Nó rất là đặc biệt như vậy cô chú anh chị nhé. Và một cái bảng như thế này để cô chú anh chị có thể chơi hoa xuân này. Rất là nhiều thân đẹp như thế. Em chỉ bán với giá là 130.000 cho một bảng thôi. Cây rất là khỏe luôn ạ. Và bên này sẽ là những cái cốc giả hạc Ono số 15. Với cái mặt hoa đậm đà lưỡi đỏ đậm như vậy nhá. Và một cái cốc giả hạc Ono số 15 như thế này cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Nó sẽ có ít nhất là 3 thân này, rất là khỏe khoắn đẹp nhá. Hàng chơi hoa xuân này luôn. Đó, hoa thì rất là đẹp. Em bán một cốc như vậy với giá là 230.000 ạ. 230.000 cho một cái cốc giả hạc Ono 15. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Với giá nó em bán đây thì nó rất là hợp lý ạ. Và tiếp theo bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi cáo lai với cả dáng cáo trắng lai dáng hương nhé cô chú anh chị. Và đây là cái mặt hoa của nó, cô chú anh chị có thể thấy là giống y cái mặt hoa cáo trắng luôn ạ. Và một cái chậu cáo trắng lai dáng hương này này, nhiều lá và xếp rụt rịt xinh xinh như vậy, em bán với giá là 160.000 cho một chậu nhé. Còn bên này đây là dòng lan mặt trời Bangkok hay còn gọi là Sunset Bangkok, mới dòng hàng mà có hoa rất là bền ạ. Và nó phân nhánh nhé, một vòi hoa vươn cao màu đỏ rất là xinh. Đúng như cái tên rực rỡ của nó, đó là mặt trời Bangkok ạ. Và một chậu như thế này thì nó không chỉ đẹp từ hoa mà cái thân của nó cũng rất là đẹp nhé cô chú anh chị. Là xếp rất là đẹp luôn như thế này. Em bán một cái chậu như vậy với giá là 160.000 cho một chậu.
Và bên này thì em có những cái chậu đai châu này cô chú anh chị này, đai châu nhá. Cái hàng đai châu rơi từ 3 cặp lá trở lên và nó sẽ có tất cả là 5 màu sắc để cô chú anh chị có thể thể sưu tầm ạ. Và những cái chậu châu như thế này thì em bán với giá 130.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ bao phí vận chuyển. Và tất cả những cái chậu này thì Tết này đều có hoa cho cô chú anh chị chơi nhá. Và bên này đây là một cái rô dendro. Hôm nay em về cái dòng dendro này về rất là nhiều luôn ạ. Dendro này thì sẽ rất là nhiều màu sắc cô chú anh chị nhá. Màu sổ số và sẽ rất là nhiều màu sắc ạ. Và mỗi một một cốc dendro nhỏ xinh như thế này, nói chung là thân khỏe khoắn, bản lá dày. Và cây đã bắt đầu là bói hoa rồi cô chú anh chị này. Đó, đã đang bắt đầu bói hoa nhá. Và một cốc như thế này, thân to khỏe, đang chuẩn bị bói hoa, hàng này sẽ cho hoa quanh năm đấy ạ. Và những cái giò dendro như thế này em chỉ bán với giá là 15.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu, 10 chậu chứ, 10 chậu là rơi vào 150.000 thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị. Và cô chú anh chị nhìn thấy là mình chỉ cần lấy khoảng tầm, cô chú anh chị có thể sưu tầm nếu như không muốn lấy nhiều, có thể sưu tầm cho mình vài ba giò như thế này thì mình cũng đã có một cái giò dendro rất là đẹp để mình chơi rồi ạ. Là một chậu rất là xinh để chơi rồi nhá. Và bên này sẽ là những cái cốc dendro lớn hơn. Những cái cốc dendro với những cái bông hoa tím trắng xinh xắn đẹp như thế này. Và một chậu như vậy thì dòng này, dendro này nó cũng sẽ là dòng siêng hoa. Đó. Thì một chậu như thế này em xin phép được bán với giá chỉ 50.000 cho một cốc thôi nhé. 50.000 cho một cốc ạ, dễ thuần, dễ chăm. Với cái màu sắc tím hồng xinh như vậy, cô chú anh chị có thể tô điểm cho cái ban công cũng như cái mảnh vườn của mình, khoảnh vườn của mình. Rồi tiếp theo sang bên này là em có những cái hình quế lan hương, hàng dề, hàng lá xếp rất là đẹp. Thêm những cái giò lan thuần chơi hoa Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị. Em xin phép được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu nhanh ạ. Trước tiên là em có cái hình số 1. Hình số 1 là em có hai cái chậu hồ điệp này cô chú anh chị này. Hai chậu hồ điệp, một chậu đang nụ nhá. Một chậu đang nụ, bình thường cái hàng nụ như thế này em đã bán là 70.000 cho một chậu rồi. Hôm nay thì em có cặp đôi này thôi thì em sẽ bán với giá chỉ 100.000 cho cặp đôi này. Hình số 2, hai cây trâu rất là to luôn. Hai cây trâu to này em bán với giá là 300.000. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 là một cái nhánh phi điệp thân nù của vùng Cao Bằng ạ. Với giá 300.000. Hình thứ 4, 180.000 phi điệp thân nù. Hình thứ 5, 280.000 ạ. Và sang bên này sẽ là những cái giò long tu xuân nhé. Hàng này thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân về ghép, hoặc là cô chú anh chị có thể mua cho em những cái giò thuần này về mình chơi hoa luôn. Ở xuân này đấy ạ, giá thì cũng rất là rẻ thôi. Hình số 6 chỉ 150.000 cho giò long tu xuân này. Hình số 7 cũng chỉ 150.000 ạ. Thực ra nếu như cô chú anh chị nào mà không có thời gian, mình có thể chơi những cái giò như thế này, đỡ phải tìm giá thể, giá nó cũng rất là nhẹ nhàng. Hình số 8 với giá em bán là 160.000. Hình số 9 chỉ 150.000 thôi ạ. Và hình số 10 này, hình số 10 đây cô chú anh chị này, xanh mướt và đẹp luôn nhá, lá xếp tăm tắp luôn ạ. Hình số 10 180.000. Và hình số 11 chỉ 130.000 thôi ạ. Và hình số 12 này, thân óng ả cực đẹp luôn. Hình số 12 này thì em xin phép được bán với giá 160.000. Và hình số 13 cũng 160.000. Và hình số 14 ạ, hình số 14 nhá. Hình số 14 đây em bán với giá là 180.000. Và hình số 15. Hình số 15 thân mập nụ luôn, quá đẹp luôn cô chú anh chị này. Bốn thân rất chất lượng luôn. Hình số 15 190.000. Hình số 16 170.000 ạ. Và hình số 17 với giá 150.000. Hình số 18 với giá 170.000 này. Và hình số 19 160.000 ạ. Hình 20 là có một cái nhánh hạc vĩ rất là dài kèm theo và rất nhiều cái thân long tu xuân như hơi ngắn. Hình 20 này 160.000. Và hình 21, một giò giả hạc pháp hoa Tết xinh xắn như thế này với giá là 200.000 ạ. Sang bên này sẽ là những cái chậu trầm trắng hay là chậu trầm bạch tuyết nhé. Dòng trầm này thì cũng hoa trắng không tì vết. Tuy nhiên cái khuôn bông hoa của nó sẽ khác với cả cái khuôn bông hoa mà cái bảng trầm bảng bên kia nhá. Đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái khuôn bông hoa mà em đã chụp được này. Hoàn toàn trắng tinh không tì vết mà hoa cực kỳ là thơm. Với những cái cây thân dài, hàng này thì nó sẽ có thể vươn rất là cao dài cô chú anh chị nhá. Và em có cái giò, cái hình số 22 với giá em bán chỉ 280.000 thôi ạ.
280.000 nhá. Em dám khẳng định rằng với những giò như thế này, những nơi khác người ta không bao giờ bán dưới 300 luôn ạ. Như ở năm ngoái thì những giò như thế này phải ít nhất là 350 trở lên rồi. Hình tiếp theo là hình số 23 này. Hàng này sẽ hoa Tết cô chú anh chị nhá. 23 330.000 ạ. Hình 24. Hai thân rất là to mập khỏe, 24 300.000. Và hình số 25 cũng là ba thân khỏe đẹp luôn ạ. Hình này em bán với giá là 360.000 nhá. Một thân dài khoảng tầm 80 cm rồi. Và hình tiếp theo, hình số 26. 26 với giá 260.000 thôi ạ. Và hình số 27 này. 27 với giá 208 nhá. Hình số 28 ạ. Với giá là 280.000. Và hình số 29 với giá 207 này, cũng rất là xung xuê. Hình tiếp theo, hình số 30 208 ạ. 30 208 nhá. Và hình số 31. 31 này cũng 208 này. Hình số 32 rất là đẹp luôn cô chú anh chị này, hình 32 thân nù có hai thân dài và ba thân ngắn rất là đẹp như thế này. Giò này em bán 300.000 này. Hình tiếp theo là hình số 33 280.000. Có ba thân to đẹp. Hình 34 với giá em bán cũng 300.000 thôi. Có hai thân cao đẹp như vậy nhá. Rồi tiếp theo là hình số 35 là một phần dáng hương đuôi cáo, hàng giống 15 cây với giá 150.000 ạ. Hình tiếp theo, hình số 36 cũng là một phần cáo vừa ở rừng về, mướt mát như thế này, có 8 cây, 160.000. Và hình tiếp theo, hình số 37 ạ. Hình số 37 đây, có một cặp cây mẹ con rất là to này. Đây, cái hình này như thế này nhá. Còn một cái hình này như vậy em bán với giá 150.000. Và hình tiếp theo, hình số 38, 160.000. Hình này có tất cả là 38 cây luôn nhá. Và sang hình 39 sẽ là những cái mặt bông phi điệp tím, hàng 5 cánh trắng. 5 cánh trắng họng đỏ nhé cô chú chị nhé. 5 cánh trắng họng đỏ. Phi điệp tím 5 cánh trắng ạ, dòng lan phi điệp tím 5 cánh trắng của hàng Thái. Mặt hoa rất là đẹp luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, 5 cánh trắng muốt luôn. Nó không kém cạnh gì những cái dòng lan giá đắt đỏ của Việt Nam, hàng đột biến của Việt Nam đâu ạ. Mà thậm chí có khi nó còn đẹp xuất sắc hơn nhé cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng này đây ạ. Em có cái bảng hình số 39. Với cái mặt bông nó đẹp và hàng chuẩn như vậy, nên là đẹp như vậy nên là cái giá của nó khá là cao để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Hình 39 với giá 420.000. Và hình tiếp theo, hình số 40 rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Một giò sum xuê nhiều thân rất là đẹp luôn. Hình số 40 này em bán với giá 420.000. Và hình số 41, 41 420 ạ. Và hình tiếp theo, hình số 42. Hình số 42 đây này cô chú anh chị này, 42 với giá 440.000. Và hình số 43 cực kỳ là xung xuê luôn cô chú anh chị nhá. Hình 43 rất là xung xuê như vậy, 540.000. Hình số 44 450.000, quá đẹp ạ. 450.000 cho giò này nhá. Hàng này thì đều được gắn tem hết ạ, tất cả đều được gắn tem hết ạ. Nhá. Giò này 450.000. Tiếp theo hình số 45. Hình số 45 có hai thân siêu nù luôn nhé cô chú anh chị, hai thân cực nù khỏe luôn. Hình này em bán 400.000, hình số 46 420 ạ. Và hình số 47 này, 47 406 có ba thân rất là đẹp luôn. Hình số 48 hai thân đẹp như vậy đấy ạ. 48 400.000 và hình số 49 380.000. Bên này sẽ là những cái giò gà dẹt nhé cô chú anh chị nhá. Gà dẹt ạ. Thân căng bóng mượt luôn cô chú anh chị này. Đó, thân căng bóng mượt như vậy đấy ạ. Cô chú anh chị về ghép còn khó luôn ạ. Này, cái giò này em xin phép được bán với giá là giò này là giò số 50 em bán 200.000. Và tiếp theo là giò 51 150.000 thôi. 150.000 thôi cô chú anh chị, một giò đẹp luôn nhá. 150.000 cho giò này. Và hình tiếp theo, giò gà tiếp theo là 180.000 ạ. Là giò số 52 180.000. Tiếp theo sang bên này là hình số 53 là một giò kiều tím cực khủng luôn cô chú anh chị này. Một giò kiều tím rất là khủng, đã cắt tỉa, rất là đẹp luôn. Cái giò này cô chú anh chị về lên giò thì em dám khẳng định rằng hứa hẹn cô chú anh chị sẽ có một giò kiều xuân quá đẹp luôn ạ. Kiều tím quá đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Một giò rất là khủng như vậy, em bán với giá là 560.000 cho cái hình kiều này. Và tiếp theo là cái hình số 54 nhá. Một giò sơn thủy tiên, một dề sơn thủy tiên này. Đó, dề sơn thủy tiên là bằng hàng thuần luôn, em bán với giá 300.000. Và bên này là hình số 55 là một phần quế lan hương, hàng lá xếp rụt bản lá to ạ. Cái hình này để cô chú anh chị sưu tầm cho mình một cái cây quế lan hương có hoa được mệnh danh là đệ nhất hương đấy ạ. Phần này em chỉ bán 260.000 thôi. Và bên này đây
Là một cái dề kiều rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị ạ. À, dề quế rất là đẹp luôn ạ. À. Một mẹ với ba con. Lá xếp. Bản lá to rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Cái dề quế Lan Hương này, nói chung là thỉnh thoảng mới có những dề quế như vậy thôi. Bản lá rất là to luôn. Cái dề quế như vậy em bán với giá chỉ 400.000 thôi cô chú anh chị nhé. Em mua rẻ nên bán cực rẻ thôi. Chứ không phải là em thấy là nhiều nơi người ta bán những dề quế đẹp như vậy với giá kinh khủng đắt đỏ luôn nhé. Dạ, dề quế này chỉ 400.000 cô chú anh chị này. Nhưng tay sưu tầm ạ. Hình tiếp theo là hình số 57. 57 này, hai ngọn quế to với ba ngọn quế ngắn hơn. Em bán 250.000. Và hình số 26 là hai ngọn quế to nhé. Hai ngọn quế to này đủ cô chú anh chị làm một giò thơm nước mũi luôn đấy ạ. Hai ngọn quế to như thế này nó cong như vậy khi mà cô chú anh chị lên giò và ghép vào thì nó hoa nó sẽ rủ ra phía đằng sau ạ, bản lá to nhé cô chú anh chị. Hai nhánh quế này em bán với giá là 260.000. Hình tiếp theo hình 59 cũng là hai nhánh quế. Cũng là phần quế gồm có hai ngọn to. Hai ngọn to nhiều cặp lá luôn cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Và phần quế này em bán với giá cũng 260.000. Và đặc biệt là hình số 60. Hình số 60 là một dề quế phải nói siêu đẹp nhé cô chú anh chị. Hiện tại cái cây quế này vẫn còn có một số cây là có nụ cô chú anh chị này. Xếp cao rất là đẹp như thế này nhá. Một cái cây bên dưới này nữa này. Đây cô chú anh chị này, nhìn tổng thể cái ngọn bên này thì trước đây là nó đây, trước đây từ xưa đây ấy là nó bị gãy ở đây này. Sau đấy là bây giờ nó đã mọc lên hai ngọn mới và đã có hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, mọc lên hai ngọn mới mà bản lá vừa ngắn vừa to nhé cô chú anh chị. Quá là đẹp luôn ạ. Và cái phần bên này nó nguyên một dề luôn như thế này, chung gốc nhé. Không bỏ lá chân luôn. Bên này, chỗ bên này thì có một cái ngọn xếp rụt rịt đẹp như thế này này. Thêm cái phần phía đằng sau này. Phía đằng sau này cô chú anh chị này. Cũng là một cái ngọn trước đây rất lâu rồi, nó bị gãy ngọn. Mà bây giờ nó mọc lên hai cái ngọn mới che lấp đi và nhìn tạo ra một cái giò quế đẹp như thế này. Giò quế hình số 60 với giá em bán là 900.000 cô chú anh chị nhé. 900.000 cho cái giò quế, bản lá cực kỳ là to, bản lá rất là to, xếp đẹp như thế này đấy ạ. Hình số 61. Hình số 61 là một cái giò Trần Mộng Xuân này. Giá em bán chỉ 140.000 thôi. Hình 62 Trần Mộng Xuân 62 cũng 140.000. Rồi ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Và em cũng có cái giò Long Tu Xuân rất là to này. Chú anh chị nào muốn sưu tầm thì cái giò này em sẽ xin phép được bán với giá 600.000 nhá. 600.000 cho giò này. Hàng rất là khỏe luôn. Quá là đẹp luôn. Dạ. Rồi là bên này là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Bây giờ em có hùng huyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp này. Keo liền da mỹ tiến với giá là 30.000 cho một lọ. À 40.000 cho một lọ chứ. Bêm một thái với giá là 40.000 cho một lọ. Bêm 12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón NPK. Phân bón lá NPK dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón N thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho ba giai đoạn phát triển của cây cũng đồng giá 30.000 cho một lọ. Atonic 10.000 cho một gói. Rồi là cái thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại với giá 20.000 cho một gói ạ. Duy đỏ với giá là 60.000 cho một ống và duy xanh 50.000 cho một ống. Và em có thêm kim kim boom với giá là 25.000 cho một gói đặc trị thối nhũ nhé. Và cái Sisodema, một cái dòng phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu. Một cái gói như thế này em bán với giá là 20.000 cho một gói thôi. Và cái hộp Sisodema này kháng nấm cực hữu hiệu luôn, cái dòng Sisodema này nhá, mà không ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe. Cái hộp này với khối lượng lên đến 1 kg em bán với giá chỉ 130.000 thôi. Và em có đây này, có một cái dạng hộp phân bón túi lọc mà nó phù hợp với tất cả mọi cái giai đoạn phát triển của cây ạ, cung cấp dinh dưỡng cho mọi giai đoạn phát triển của cây nhá. Và đồng thời còn kích thích ra rễ cực mạnh luôn. Một cái hộp như vậy có 20 gói túi lọc, em bán với giá là 35.000 cho một hộp như vậy nhá. Em còn có thêm phân dê vỏ thông đồng giá 20.000 cho 1 kg, tiêu dùng 50.000 cho 1 kg. Và cái gói bả xê này với giá 20.000 cho 1 gói này. Rồi có thêm dớn đĩa 20.000 cho 1 cái. Có chậu nhựa móc treo và vẫn gói sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhé. Vẫn gói sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. Và cô chú anh chị, một số cô chú anh chị trước đây lấy thì có những phải hồi rất là tốt về cái dòng tinh dầu hồi này. Nó có tác dụng diệt khuẩn làm sạch không khí và ngoài ra tạo cái mùi hương rất là tuyệt vời cho không gian. Một lọ như vậy với thể tích là 10ml em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt ạ.
Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.